Đồ bộ điểm đụng đó. Đội ba là chịu trọng đó. Mời các bạn theo dõi kèo ký đội các bạn. Bên đây là ở trần đội đầu nghe, bên kia ở trần kỳ, ở bên kia là tỷ số hiện tại đang 2-1 các bạn, 12 điểm dừng. Bên kia là ở trần là Kiệt Minh Kiệt mặc áo đen là Long Nhỏ, còn bên đây là gì? em nhỏ này là Trường nha, nhỏ là Trường, còn ở trần là tên gì mình không biết luôn. Ở trần là gì á? Hào ở trần là gì? Trường hả? Còn Trường này là gì? Ở trần là Trường ai? Năng Khiếu à? Mời các bạn theo dõi những pháp dẫn trận đấu nha. Trận đấu này diễn ra hơi trễ, 6:30 các bạn. Có gì các bạn thông cảm nha. Hơi tối các bạn thông cảm nha. Bóng 2 đánh 11 điểm đụng nóc các bạn. Ây da, hay quá. Quá hay rồi. Quá hay các bạn ơi. Quá hay. Quá hay rồi. Ồ. Hay quá, Lòng Nhỏ hay quá, đội đông sắc lưới quá. 5-2. Hay quá. Hay quá. Hay quá Lòng Nhỏ. Ồ kì đội. Đội. Qua đội rồi các bạn. Kì dựng qua đội. 3-5. 3-5. 1 2 3 hay quá. Hay quá. Kỳ đội hoặc là kỳ dọn với các bạn. Nói chung là chỉ có một kỳ thôi. Số hiện tại là 4-5. 4-5. Quá đẹp rồi. Nói chung là cái kèo này nó đánh cũng hơi lâu rồi các bạn. Ồ. 5 điều. Ừ. 5 điều. Kèo này cũng hấp dẫn các bạn. Kèo kỳ đội ở đây mình ít người chơi. 6-5. 7 5 7 5 hay quá. Đẹp quá, quá hay Lòng Nhỏ. 6-7. Hay quá, chơi ra ngoài rồi. Quá đẹp rồi. Lòng Nhỏ bóng hay quá Lòng Nhỏ ơi. Lòng Nhỏ có cái đầu rất là khéo rồi các bạn. Wow. 86. Trường phát bóng. Trên sao. Hay quá. Ồ quá bà bạn các bạn. Ở đây đánh bà bạn. Kỳ lên sát lưới cho đầu đầu dễ. Trời ơi. Qua đó. 79. Đẹp.
hay lắm. Bỏ đây bà. Ây da, ây da. Đậu. Trúng mặt các bạn ơi, trúng mặt lông nhỏ này. Không. 17 điểm cuối. Bên này hay quá các bạn ơi. Đây anh trẻ này hay quá, anh trẻ này học lớp 12 các bạn. Quá đẹp rồi. Lên được không? Quá đẹp rồi. Còn lông nhỏ ơi, đẹp quá. Rất là nhiều chạm rồi các bạn, nãy giờ qua lại. Quá hay lông nhỏ ơi. Rồi kết quả đây trường Philip với em thanh niên này thắng các bạn ơi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi trận đấu ha. Rồi, hẹn các bạn trong trận đấu sau.